Bố chào anh cảnh sát giao thông. Chào bố. Anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hả? Dạ thưa bố. À, anh cảnh sát giao thông giỏi quá. Rồi, bây giờ anh cảnh sát giao thông đứng nghiêm cho bố coi nào. Nghiêm. Bên trái, quay. Đi đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. Giỏi quá. Thế anh cảnh sát giao thông ơi, anh cảnh sát giao thông hãy cho bố biết nào, đèn tín hiệu giao thông có mấy màu ta? 3 màu. Đúng rồi. Màu gì và màu gì nào? Màu vàng với màu xanh với màu đỏ. Giỏi quá. Thế màu xanh thì báo hiệu được gì? Màu xanh là được đi. Đúng rồi, màu vàng. Màu vàng là đi chậm. Đi chậm để làm sao con? Để dừng lại. Giỏi quá, thế màu đỏ? Màu đỏ thì dừng lại. À giỏi quá. Thế anh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì có những dụng cụ gì đó? Cái kèn với cái cây. Ờ, cây. À có cả khẩu súng nữa hả? Thế bây giờ anh cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ đi nhé. Chào bác sĩ Vinh. Dạ chào bố. À bác sĩ Vinh đang làm gì đó? Con đang chuẩn bị đi khám bệnh. À chuẩn bị đi khám bệnh cho bệnh nhân hả? Dạ. Thế sáng giờ bác sĩ đã khám cho nhiều người chưa? Dạ rất nhiều. À rất nhưng nhiều người đúng không? Chưa soạn xong. À chưa soạn xong thì bây giờ bác sĩ Vinh soạn đi nhé. Sát giao thông nãy giờ có bắt được người vi phạm nào không? Ôi trời nắng mà đứng ngoài đường như thế này là rất vất vả đúng không anh cảnh sát giao thông? Oh, hình như có một người vi phạm kia đang vượt đèn đỏ kia anh cảnh sát. Bắt người vi phạm nó đi. Kìa nhanh lên, người ta chạy rồi kìa. Anh cảnh sát để đi. Wow. Bắt được chưa? À, anh cảnh sát đã tông người ta té luôn hả? Anh bị sao? Tôi bị đau đi chân. À, bị đau chân hả? Ai bảo tội vượt đèn đỏ bỏ chạy là vi phạm luật an toàn giao thông. Bây giờ phải làm sao anh cảnh sát? Lấy điện thoại. Lấy điện thoại để làm gì? Gọi à, anh cảnh sát giao thông rất là tốt bụng. Bây giờ anh cảnh sát giao thông sẽ gọi bác sĩ đến để sơ cứu cho người vi phạm đúng không? Hello. Bác sĩ Vinh hả? Ờ, chỗ nào có người ta bị té xe. Bác sĩ Vinh tới giúp đỡ người ta đi. Hả? Có người bị tai nạn hả? Anh cảnh sát, tôi sẽ đến liền. Bác sĩ đến liền nha. Anh có đau lắm không? Có, tôi bị đau thịt chân. Chào bác sĩ. Anh có bị sao không? Tôi bị đau thịt chân. Đau chỗ nào để tôi khám? Có đau lắm không? Khó hả? Để đi xem. Chân anh không bị sao, chỉ bị chạy trước thôi. Oh my god. Tôi sẽ bôi oxy già lên. Tôi sẽ băm lại cho anh. Thầy, anh có đau lắm không? Có. Có hả? Đau quá. Không sao đâu. Tí tôi sẽ tiêm cho anh một liều kháng sinh nữa. Đau lắm. Bị gì mà đau chân? Tôi chạy vượt đèn đỏ luôn. Thì lần sau anh đừng chạy nhanh quá nha.
tôi sẽ tiêm cho anh một liều kháng sinh. Không đau đâu, nhưng tôi chỉ cắn thôi. Đau. Cái tai nghe này. Tôi sẽ cho anh hộp thuốc, về nhà nhớ uống nha. Rồi tôi sẽ đưa bệnh nhân đến bác sĩ chụp hình nha, chụp hình xem chân anh có bị sao không. Rồi anh cảnh sát thì tịch thu phương tiện của người vi phạm này đi. Rồi hôm sau người vi phạm ra viện thì nhớ đến trụ sở cảnh sát lấy lại xe và nộp phạt nhá. Rồi anh cảnh sát giao thông thì tịch thu phương tiện mang về nhà, mang về đồn đi. Đúng rồi, mang về đồn. Bây giờ anh cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ nhé.